Bước sau mẹ tròn, kính chúc sức khỏe các cụ trường an, mạnh khỏe, chúc sức khỏe các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, bà con nhân dân trung ương, xuân mới có sức khỏe mới, vạn sự như ý, xin chân thành cảm ơn. Thưa Bộ trưởng Ban Công tác Mặt trận, chỉ đạo trong lĩnh vực hội ngày hôm nay mời đồng chí Hoàng Liên để bắt đầu trao quà. Kính thưa đồng chí Phạm Hồng Lai, chủ tịch hội người cao tuổi xã Yên Khang. Kính thưa các đồng chí đại diện các chi ủy, chi bộ thôn Hương, thưa các đồng chí đại diện chính quyền thôn, thưa các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể, thưa các cụ cao niên ở tuổi 100, tuổi 90, tuổi 80, tuổi 70 và các cụ trong chi hội người cao tuổi thôn Hương cùng toàn thể các con các cháu của các cụ đã có mặt về dự lễ mừng thọ đầu xuân của cơ sở. Trước tiên cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo của cơ sở xin chân thành cảm ơn các con cháu đã có lòng tôn kính cha mẹ đã về phụng dưỡng và mừng thọ các cụ. Xin kính chúc các cụ sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và trường thọ. Chúc đại gia đình các cụ sang năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa toàn thể các cụ, ôn lại một truyền thống một năm qua của cái đổi thay, thay mặt các đồng chí lãnh đạo, chúng tôi xin báo cáo với các cụ về những điểm nổi bật trong năm qua. Báo cáo với cụ, so với nền kinh tế của cả xã đã được xóm ta 10 hộ nghèo thì đội ta chỉ có 7 hộ nghèo, đó là một cái bước tiến. Cái tiếp theo là thành tựu lớn của chúng ta là báo cáo với các cụ, các ông, các bà công nghệ, đó là làng văn hóa cùng với Mễ Hạ, Mễ Thượng, Y Bắc và Đông Anh thì cơ sở ta vừa rồi cũng chính thức được công nhận là làng văn hóa. Cái thành tựu lớn tiếp theo là nhờ có sự đóng góp của các cụ với những lời ăn tiếng nói và cái sự mẫu mực, cái hương ước xây dựng đường làng ngõ xóm. Báo cáo cụ trong năm qua toàn bộ cơ sở chúng ta nhờ sự đóng góp của các cụ, đóng góp của các ông, 550 mét dài đường bê tông là một trong những thành tựu kỷ niệm quê hương chúng ta để lao động đi lại. Trước tiên cái đồng tự mẫu mực của cụ mà để tiếp theo để xây dựng